Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình ký tần số VTC. Chương trình ngày hôm nay ngày 26 tháng 8 năm 2017. Tôi là Thùy Dương. Và tôi là Phương Anh. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, xin kính mời quý vị sẽ cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý. Đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan, hơn 20 người thiệt mạng. Các chuyên gia cảnh báo thuốc diệt muỗi chỉ có tác dụng trong vòng 2 giờ sau khi phun. Nở rộ dịch vụ tặng quà bằng thẻ dịp Trung thu. Hà Nội đang thiếu trầm trọng các bãi đỗ xe, trong khi nhiều nơi được quy hoạch làm bãi đỗ xe lại bị đánh cắp để phục vụ cho lợi ích của một nhóm người. Qatar tiết lộ thiết kế sân vận động tuyệt đẹp hình chiếc mũ cho World Cup 2022. Cách đây ít giờ, giới chức Afghanistan đã xác nhận là đã có hơn 20 người chết trong vụ tấn công vào nhà thờ Hồi giáo vào hôm qua 25 tháng 8. Tổ chức IS cũng đã vừa lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công trên. Vụ tấn công xảy ra tại thời điểm các tín đồ đang tập trung trong thánh đường của đền thờ Hồi giáo dòng Shiite ở thành phố Kabul. Theo nguồn tin cảnh sát, một kẻ tấn công liều chết đã kích nổ bom mang trên người ngay tại lối vào đền thờ này, mở đường cho những kẻ có vũ trang tấn công vào bên trong. Cùng ngày, cảnh sát tỉnh Kandahar đã xác nhận đã tiêu diệt 42 phiến quân có vũ trang và khiến 25 phần tử bị thương. Theo thông tin chúng tôi cập nhật cho tới thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 28 người thiệt mạng và khoảng hơn 200 người khác bị thương trong một vụ bạo loạn nổ ra ở bang phía Bắc Ấn Độ, trong khi tòa án kết tội một lãnh đạo giáo phái vì hành vi hiếp dâm vào hôm qua 25 tháng 8. Hàng chục nghìn tín đồ cuồng giáo của giáo sĩ Ram Rahim Singh tại bang Haryana đã tụ tập biểu tình phá phách ngay sau khi tên này bị tòa án kết tội. Những người biểu tình quá khích còn phóng hỏa ít nhất hai nhà ga tàu hỏa, phá hủy mạng lưới đường dây điện và một trạm bơm xăng tại Haryana. Cho tới thời điểm hiện tại, tình hình tại đây vẫn chưa được kiểm soát. Thậm chí bạo loạn đã bắt đầu lan sang bang láng giềng là Punjab và khu vực phụ cận thủ đô New Delhi. Dạng sáng nay 26 tháng 8 theo giờ Việt Nam, giới chức Nga đã lên tiếng xác nhận số người thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống Biển Đen đã tăng lên 18 người. Ngoài ra thì hiện có 8 người khác bị thương, trong đó có 5 người đang trong tình trạng nguy hiểm. Chiếc xe được cho là chở hơn 40 người đã lao khỏi cầu tàu cao 4m, đâm xuống Biển Đen ở khu vực làng Volna, phía nam lãnh thổ Krasnodar của Nga. Đây là xe chở công nhân đang xây dựng một công ty dầu mỏ ở bờ Biển Đen. Cơ quan ứng phó khẩn cấp của Krasnodar cho biết là công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang diễn ra với sự trợ giúp từ đội cứu hộ liên bang. Giới chức Nga cũng đã mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ tai nạn này. Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là có thể là do vi phạm luật giao thông. Theo thông tin vừa được các chuyên gia khí tượng Mỹ cập nhật, bão Harvey hiện đã mạnh lên cấp số 3. Dự kiến cơn bão này sẽ đổ bộ vào bang Texas trong khoảng thời gian tới, từ sáng cho tới trưa ngày hôm nay. Giới chức bang Texas đã thông báo sơ tán người dân dọc bờ biển Texas để đảm bảo an toàn. Cơn bão này được dự báo sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khoảng 1,5 triệu người Mỹ. Đồng thời, giới chức địa phương cũng cảnh báo người dân về tình trạng mưa lớn kèm theo gió lốc và lũ lụt do bão. Người đứng đầu cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang Mỹ cảnh báo về bão Harvey sẽ là một thảm họa thập kỷ khi được cho là cơn bão mạnh nhất trong vòng 12 năm qua đánh vào bang Texas. Dạng sáng nay 26 tháng 8 theo giờ Việt Nam, một cựu kỹ sư của hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới Volkswagen đã bị bắt vì liên quan tới bê bối khí thải. Theo BBC, cựu kỹ sư James Liang, 63 tuổi, là người đầu tiên bị truy tố trong vụ bê bối khí thải. Theo tuyên bố của tòa án Mỹ, người này bị kết án hơn 3 năm tù giam và phạt tiền $200,000. Được biết, James bị bắt vì đã giúp phát triển một thiết bị cho phép xe ô tô tránh các quy định về ô nhiễm. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày hôm qua 25 tháng 8, Công an phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng hành hung cán bộ y tế phường đi phun thuốc phòng chống dịch sốt xuất huyết. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao đối tượng cho Công an quận Cầu Giấy để điều tra khởi tố đối tượng này về hành vi chống người thi hành công vụ.
Danh tính đối tượng được xác định là Tạ Đình Thái, sinh năm 1978, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều ngày 24 tháng 8, các cán bộ thuộc Trung tâm Y tế Cầu Giấy phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chống sốt xuất huyết. Khi đến khu vực phố Nguyễn Ngọc Vũ thì bất ngờ Tạ Đình Thái xuất hiện, nói những lời khiếm nhã và đồng thời xông vào đánh một cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa và chị Lê Thị Toan là cán bộ y tế phường Trung Hòa, khiến chị này bị tổn thương vùng miệng phải đi viện điều trị. Tại công an phường Trung Hòa, Tạ Đình Thái khai nhận trước đó đã có đi uống rượu, trên đường về nhà nhìn thấy các nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi, Thái đã lao vào hành hung vì cho rằng thuốc phun này không diệt được muỗi. Đáng nói trong gia đình Thái có tới 4 người bị sốt xuất huyết, gồm con trai 2 tuổi, em vợ, người giúp việc và em trai. Thưa quý vị, tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận gần 20.000 bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết và 7 người đã tử vong. Trong đó, thì các đơn vị có số mắc cộng dồn cao là các quận Hoàng Mai, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Hà Đông. Và số bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện là 2.304 ca, đã có xu hướng giảm hơn so với tuần trước. Vâng, tuy nhiên đó mới chỉ là bước đầu thôi, nên không thể vì thế mà chủ quan khi mà Hà Nội vẫn đang ở trong thời điểm là mùa mưa, thời điểm lý tưởng cho muỗi sinh sản và phát triển. Trước thông tin nhiều người dân thắc mắc về việc phun thuốc xong mà muỗi vẫn sống, thì Trung tâm Y tế Dự phòng cho biết thuốc diệt muỗi chỉ có tác dụng trong vòng 2 giờ đồng hồ. Gần đây có dư luận cho rằng chất lượng hóa chất phun thuốc diệt muỗi không đảm bảo, dẫn đến sau khi phun muỗi không chết. Giải thích về thông tin này, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm khẳng định, hóa chất thành phố đang dùng để phun diệt muỗi sốt xuất huyết là hóa chất do Việt Nam sản xuất và được Bộ Y tế khuyến cáo dùng. Đây là loại hóa chất thế hệ mới, tốt nhất, sẵn có và khi cần có thể huy động được ngay. Đánh giá của các cơ quan độc lập cho thấy tỷ lệ diệt muỗi mang mầm bệnh sốt xuất huyết của hóa chất trên là khoảng 95%. Trước đó, các chuyên gia cũng đã phân tích rằng thuốc phun muỗi chỉ diệt muỗi tức thì khi con muỗi đang hoạt động. Vài tiếng sau khi mà hơi thuốc phát tán hết, thì lúc này nếu đúng thời điểm bọ gậy nở ra muỗi, thì nhà lại có muỗi vì thuốc không diệt được trứng hay là bọ gậy. Ngoài ra thì ngoài loại muỗi sốt xuất huyết thường hoạt động ban ngày, thì còn có một loại muỗi gây bệnh viêm não, sốt rét lại hoạt động ban đêm. Ban ngày thì loại muỗi này bay ra ngoài, nên khi phun thuốc, những con muỗi này không chết, và sau đó thì buổi tối lại bay ngược vào nhà. Đó là lý do mà dù mới phun thuốc nhưng đã lại có muỗi ngay và muỗi đó chưa chắc đã phải là loại muỗi vằn gây bệnh sốt xuất huyết. Một bé gái sơ sinh tại Kiên Giang được chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng máu, viêm màng não. Và sau một ngày ở bệnh viện thì bé đã lại bị bỏ rơi mà không thể tìm thấy người thân. Đáng thương hơn là cháu bé đang mang trên mình một khối u rất lớn, như thể là một chiếc đầu thứ hai với hình dạng bất thường. Bé gái được chuyển đến từ bệnh viện Kiên Giang khi được 2 ngày tuổi với một khối thoát vị có kích thước bằng một quả cam sành, 10x15cm ở vùng chầm cổ. Được biết là bé sinh thường, đủ tháng, cân nặng 2,5kg. Khi đến bệnh viện Nhi Đồng 1, sinh hiệu ổn, có tình trạng nhiễm trùng máu và viêm màng não. Bé được chụp MRI, làm các xét nghiệm và tiến hành hội chẩn. Sau hơn 4 giờ đồng hồ, các bác sĩ quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ phần khối thoát vị, tiến hành xử lý xoang tĩnh mạch cứu sống cháu bé, đồng thời phải tái tạo da sau mổ. Các ca phẫu thuật được đánh giá là thành công. Sau mổ 2 ngày, bé được cai thở máy, tiếp tục được thở oxy và điều trị nhiễm trùng viêm màng não. Bé đã tỉnh táo, vết mổ lành, tiếp thu dinh dưỡng tốt và tăng được 200g so với lúc mới sinh. Bé sẽ tiếp tục được theo dõi kỹ về vận động, chức năng thần kinh để đảm bảo quá trình phát triển sau đó được bình thường. Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân trong tình trạng suy thận cấp. Nguyên nhân là do người này đã dùng mật cá ét để pha nước uống để trị bệnh tim và dẫn tới ngộ độc. Ông Nguyễn Văn Beo đã uống mật cá ét theo sự chỉ dẫn của một người bạn. Sau khi bệnh trở nặng, người nhà đã đưa ông Beo đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10 và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp để cứu chữa trong tình trạng rất trầm trọng. Để vô cái ly nước á, trụng cái mật bể, cái chưa bể. Rồi ông còn nói tiếc quá mà bể anh cái, rồi ông uống xong. Cái ông mặt mày ông đỏ gân lên, rồi ối tới luôn, chiều tới chiều là đêm đó là đau bụng dữ lắm. Cho bệnh nhân loại tiểu, để mà bệnh nhân có thể đi ti tiểu được thì bệnh nhân vẫn nước tiểu vẫn không có. Thì sau đó là phải nhờ đến cái lọc thận liên tục, lọc thận nhân tạo cho bệnh nhân để chống cái suy thận cấp. Thì hiện tại thì bệnh nhân đã tạm thời ổn định. Cá ét có quanh năm nhưng thường xuất hiện nhiều nhất vào mùa nước nổi từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch.
Cá ét có vảy màu xám đen, giống như cá chép, nhưng thân mình dài và thon hơn. Mật cá ét có chứa độc tố cyprinol sulfat, một axit mật gây độc cho các cơ quan nội tạng. Người ăn phải sẽ rất dễ bị ngộ độc. Dù bệnh nhân may mắn được cứu chữa kịp thời, nhưng việc uống mật cá này rất nguy hiểm, thậm chí có thể gây mất mạng. Hôm qua 25 tháng 8, tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, 465 người là thầy thuốc, cán bộ viên chức của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã đăng ký hiến tặng sau khi chết hoặc là chết não. Đây thực sự là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của các bác sĩ. Đội ngũ cán bộ, bác sĩ của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, từ người trẻ đến những người đã công tác lâu năm, đều coi sự kiện như một ngày hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và lòng nhân ái cao cả. Con số 465 thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương đăng ký hiến tạng thực sự có giá trị trong việc cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế và mọi người dân tham gia đăng ký hiến tặng mô, tạng để cứu chữa người bệnh, phục vụ nghiên cứu khoa học. Hiện nay, khó khăn lớn nhất của ngành ghép tạng nước ta là khan hiếm nguồn tạng. Số người đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời còn rất ít ỏi. Tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2017, tổng số người đăng ký hiến tạng sau khi qua đời trên cả nước là 7.400 người. Nhưng thực ra tôi vẫn muốn tuyên truyền ở cái chỗ là nó phải thực tế. Ví dụ như anh có đăng ký như thế mà chẳng may mà anh chết não thì gia đình không cho thì cũng không có nghĩa lý gì cả. Mà bây giờ anh không đến đăng ký, nhưng mà có chết não mà gia đình đăng ký ở các trung tâm thì vẫn ghép được, vẫn cho tạng được. Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia mong muốn trong thời gian tới sẽ nhận được sự cộng tác ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn của các bệnh viện ghép tạng, các cơ sở y tế trong việc xây dựng hệ thống tư vấn, đăng ký hiến tạng. Ở các bệnh viện bây giờ thì có cái phòng gọi là công tác xã hội, thì có thể các bạn ở phòng công tác xã hội, sau khi mà bác sĩ chẩn đoán chết não rồi, báo rồi thì cái quân ấy đến đấy để vận động gia đình và bắt đầu làm thủ tục thì báo cho trung tâm. Đấy thì cái đấy thì trong tương lai chúng tôi sẽ làm. Đến thời điểm hiện tại, ngoài Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, trên cả nước mới chỉ có một cơ sở y tế là Bệnh viện Chợ Rẫy tại Thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống truyền thông, tư vấn, đăng ký hiến tạng. Thực trạng này đã hạn chế quyền được đăng ký hiến tặng mô tạng của công dân, cũng như hiệu quả của công tác truyền thông, vận động người dân đăng ký hiến tạng sau khi qua đời trên cả nước thời gian qua. Nhãn lồng là một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên thì hiện nay trên thị trường nhiều loại nhãn kém chất lượng đang được gắn mác nhãn lồng Hưng Yên để tiêu thụ. Trước thực trạng này thì sáng ngày hôm qua 25 tháng 8 tại Hà Nội, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên và hệ thống siêu thị Bixi đã tổ chức tuần lễ nhãn lồng để giới thiệu và quảng bá sản phẩm nhãn sạch Việt Gáp tới người dân thủ đô. Dự kiến 32 tấn nhãn sạch sẽ được tiêu thụ trong tuần lễ này. Đây là lần đầu tiên tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội được tổ chức. Qua đó giới thiệu đến người tiêu dùng thủ đô và các tỉnh thành lân cận loại nhãn lồng có thương hiệu, đóng gói với đầy đủ thông tin như là chứng nhận Việt Gáp, chỉ dẫn địa lý, in logo, nhãn mác. Sản phẩm nhãn lồng này được bày bán tại tuần lễ có xuất xứ từ 4 khu vực là thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu, Kim Động và Tiên Lữ. Với giá bán khoảng từ 40 đến 50 ngàn đồng 1 kg tùy loại, tỉnh Hưng Yên dự kiến tiêu thụ khoảng từ 32 đến 35 tấn nhãn lồng trong tuần lễ này. Được biết, hiện Hưng Yên có khoảng 3.300 hectare nhãn lồng với sản lượng trung bình hàng năm là khoảng 40.000 tấn. Riêng năm 2017, sản lượng giảm hơn mọi năm chỉ khoảng là 32.000 tấn và ước thu được khoảng 900 tỷ đồng. Năm ngoái, người tiêu dùng Việt Nam được đánh giá là những người tiết kiệm nhất trên thế giới do chi tiêu chất bóp, thích dành dụng tiền bạc. Tuy nhiên thì năm nay, khảo sát mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen cho thấy chúng ta đã sẵn sàng chi tiền cho việc hưởng thụ nhiều hơn trước. Nghiên cứu cho thấy trong quý 2 năm 2016, chỉ có 63% người Việt Nam để dành tiền và tiết kiệm. Đứng sau các nước Đông Nam Á khác như là Thái Lan là 69%, hay Singapore và Indonesia, tỷ lệ này là 66%. Bên cạnh đó, khảo sát của Nielsen cũng cho thấy rằng sau khi chi trả cho các chi phí sinh hoạt thiết yếu, 38% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi cho du lịch, 36% mua sắm quần áo mới. Đặc biệt, lần đầu tiên báo cáo cho thấy 23% người Việt đã mua các gói bảo hiểm y tế cao cấp. Nielsen Việt Nam nhận định trong thời đại của Internet, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng theo dõi sát sao những gì đang xảy ra trên thị trường. Chúng ta cũng dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin từ các phương tiện truyền thông xã hội và nhanh chóng phản ứng lại. Chính điều này góp phần khiến cho chúng ta trở thành những người tiêu dùng có xu hướng liên tục thay đổi.
Mỗi năm có bao nhiêu ngày lễ Tết là bấy nhiêu dịp khiến cho không ít người trong số chúng ta phải đau đầu khi mà nghĩ đến hai chữ là quà tặng và tặng quà. Làm sao để lựa chọn được món quà thể hiện được lòng thành, đáp ứng vừa túi tiền, không tốn quá nhiều công sức mà lại khiến cho nhiều người tặng tỏ ra cảm thấy thích thú, đó là một việc không mấy đơn giản. Chính vì lẽ như vậy mà dịch vụ tặng quà bằng thẻ đang dần xuất hiện và giúp cho nhiều người giải thoát được những nỗi băn khoăn kể trên. Đây đã là dịp thứ 3 trong năm, anh Mạnh Tuấn ở Bình Dương được nhận quà. Tất nhiên, đã là quà tặng thì không mất tiền, thậm chí cũng không cần phải tới trực tiếp cửa hàng. Chỉ cần có yêu cầu về món quà và một tấm thẻ như thế này. Được biết đây là thẻ quà anh được công ty tặng từ cuối năm 2016 và cứ thế 5 món quà một năm, kéo dài trong vòng 5 năm, anh đều được hưởng dịch vụ này. Đỡ mất công cho mình, lại tiện lợi cho người dùng, nên chính anh cũng đang muốn mua thẻ làm quà tặng bạn bè, người thân. Mình cũng đi chọn rất là nhiều quà, mình cũng phân vân không biết là mình tặng cái quà đó có hợp hay không. Đó thì mình thấy cái dịch vụ này rất là hay, nó làm cho mình rút ngắn được cái thời gian để mình chọn quà. Và cái chọn những cái cạc như vậy á, thì cái người nhận á, họ bạn bè của mình có thể tự do đi chọn những món quà mà người ta yêu thích. Dịch vụ tặng quà bằng thẻ hiện đang nở rộ ở khu vực phía Nam, dần thay thế cách chọn mua và tặng quà truyền thống. Em ở xa gia đình, không có thời gian để về tặng những món quà, thì dịch vụ thẻ này sẽ giúp em chuyển những món quà tới gia đình tận tay, có thể cho gia đình em lựa chọn những món quà rất là phù hợp với ba mẹ, tạo cho em một cái cơ hội để thể hiện tình cảm với gia đình mình nhiều hơn. Để mua một món quà mà phù hợp đi với lại người đó phải thích nữa, cho nên là em thấy rất là khó khăn. Từ khi mà cái mô hình này nó phát triển ra thì em biết á, thì em thấy nó rất là phù hợp với em, có thể tự lựa chọn được món quà mình thích, mình đỡ tốn thời gian nữa. Thông qua những tấm thẻ nhỏ nhắn, người tặng và người được tặng đều vừa được rút ngắn tối đa thời gian, công sức chọn quà, vừa được hưởng món quà theo đúng ý thích của bản thân. Hiện đây cũng là sự chọn lựa của không ít doanh nghiệp dành cho nhân viên của mình. Một thói quen tiêu dùng nó không thay đổi ngay được, nhưng mà khi một số khách hàng đã tiêu dùng, đã sử dụng sản phẩm Happy Day Card thì họ rất là happy. Đặc biệt đối với doanh nghiệp, thay vì các doanh nghiệp họ phải bỏ chi phí rất là nhiều, mở ra bộ phận chăm sóc khách hàng, với Happy Day Care họ chỉ cần mua một sản phẩm thẻ tặng khách hàng thôi, thì doanh nghiệp nó giảm rất nhiều chi phí, giảm rất nhiều cái công sức thời gian, và đặc biệt là cái tăng cái độ mà chăm sóc khách hàng tốt hơn. Bên cạnh các dịch vụ thẻ giao dịch ngân hàng, dịch vụ thẻ quà tặng đang dần phát triển mạnh mẽ, dự kiến trong 2 năm tới sẽ phủ sóng khắp 64 tỉnh thành tại Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta vẫn thường quen với câu nói trẻ em là búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Thế nhưng ở đâu đó trong cuộc sống xung quanh của chúng ta thì vẫn còn có những hoàn cảnh khó khăn. Và mỗi đứa trẻ là một câu chuyện, cuộc sống của chúng gắn liền với rất nhiều những chuỗi ngày phải vất vả. Vâng, có những đứa trẻ mồ côi phải mưu sinh từ rất sớm và cũng có những đứa trẻ đã phải theo cha mẹ từ miền quê lên thành phố để mưu sinh. Tuổi thơ của những cô cậu bé này vẫn còn bỏ ngỏ với những nỗi lo nặng gánh. Và bây giờ thì hãy cùng chúng tôi lắng nghe câu chuyện từ các em nhỏ mang gánh nặng mưu sinh giữa lòng thành phố Sài Gòn. Khi mẹ con dẫn ba anh em con lên đây là mẹ chỉ có 36.000 đi xe thôi. Mẹ con lên đây không có cái gì hết. Đó là câu chuyện của cô bé Nguyễn Thị Thúy Ngân, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nấu ăn, chăm em, tất cả công việc nhà đã quen thuộc với cô gái nhỏ nhắn này. Sau giờ học, Ngân phụ mẹ đỡ đần việc nhà, rồi lại đi bán vé số để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cha con đã bỏ mẹ con rồi, mà mẹ con phải nuôi ba đứa em con, thấy mẹ con vất vả quá, nên con mới nói với mẹ rằng mẹ ơi, hoàn cảnh mẹ con mình vậy, hay là mẹ lấy giấy số cho con bán đi. Cho con mình được may mắn như những đứa nít khác thôi. Thấy con người ta được ăn học đàng hoàng, con của mình thì cực khổ đi bán từ sợ số như vậy cũng đau lòng lắm. Đối với bé Ngân mà tuổi của các em đang là tuổi ăn tuổi chơi, nhưng mà Ngân trong cái hoàn cảnh như vậy thì em rất là ngoan. Với em Đoàn Thanh Tâm, theo cha mẹ rời quê hương Tiền Giang lên thành phố thuê trọ sinh sống, đến nay đã được hơn 8 năm. 8 năm là quãng thời gian em đã luôn phải đối diện với cơm áo, gạo tiền, và cũng rất nhiều lần Tâm phải đối diện với việc nghỉ học. Muốn lớn lên con có một việc làm để giúp
cha mẹ. Nó nhỏ tuổi mà nó làm như vậy rồi tôi rất là thương nó. Không chỉ riêng Ngân hay Tâm, mà những đứa bé này sau giờ học là cả một gánh nặng mưu sinh. Con vào gao để kiếm tiền, đóng tiền nhà trọ, để dành để đóng tiền cho ba. Học giờ đêm con đi làm, 6 giờ con về đi học, ăn cơm xong là ngủ. Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Bởi ở đây vẫn còn đó những em nhỏ cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Vẫn còn đó những gia đình cái nghèo vẫn đeo bám quá lâu. Và những đứa trẻ sớm biết lo toan việc nhà, biết tiết kiệm, biết yêu thương, biết hy sinh. Dù khó khăn thế nào con cũng gán đi học. Muốn làm họa sĩ. Con muốn làm người lương thiện. Con muốn trở thành một cô giáo. Ước mơ đến trường vẫn còn quá xa vời ở các em. Nhưng trong ánh mắt hồn nhiên ấy là cả một vùng trời khát khao. Và biết rằng phải đi học để thay đổi cuộc sống, để giúp cuộc đời mình bớt đi những tháng ngày lên đền. Vâng thưa quý vị, cuộc sống là như vậy, muôn màu, muôn vẻ. Và tình yêu thương thì sẽ làm tan chảy những khó khăn trên đường đời vấp phải. Và chúng tôi cũng như những người thực hiện phóng sự vừa rồi tin tưởng rằng tình yêu thương, sự hy sinh và nỗ lực từng ngày của các em sẽ là động lực để cho tất cả chúng ta mỗi khi mà nghĩ đến những điều không may trong cuộc sống. Vâng, mỗi khi buồn tủi về số phận của mình thì chúng ta hãy nhớ đến những ánh mắt thơ trẻ giữa dòng đời xô bồ này, để thấy rằng có những mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta, dù bị đẩy vào nơi cùng cực nhất của sự sống, vẫn mỉm cười, kiên cường với ước mơ được đi học nhỏ nhoi. Và niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nếu như quý vị, những lá lành sẽ chia sẻ với những ước mơ của các em. Vâng, và sau đây xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay sẽ có 3 ngày nghỉ lễ. Và với khoảng thời gian này thì chúng ta đều có thể lựa chọn cho mình hay là cho gia đình của mình một kỳ nghỉ thú vị. Đặc biệt, năm nay có thêm một gợi ý nữa cho quý vị, đó là cơ hội được trải nghiệm du lịch kết hợp từ thiện tại những nơi phong cảnh hữu tình, nhưng lại vừa trải qua những cơn lũ dữ. Theo các đơn vị lữ hành, vào dịp Quốc khánh năm nay, một trong những điểm đến được du khách lựa chọn nhiều nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc. Du khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh mùa thu tuyệt đẹp tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, khi mà lúa chín vàng trải dài trên các ruộng bậc thang, hay là tại cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang với những thung lũng hoa tam giác mạch. Sự kiện lớn nhân dịp năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc là lễ hội mùa thu Sapa cũng sẽ chính thức khai mạc vào ngày 2 tháng 9. Đây cũng là những địa điểm vừa khánh chịu sự nổi giận của thiên nhiên, hứng chịu lũ ống, lũ quét khiến cho nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, nhiều điểm trường tan hoang. Vì vậy các đơn vị lữ hành cho biết năm nay có một hình thức du lịch đặc biệt, đó là du lịch kết hợp làm từ thiện. Khá nhiều du khách chọn đến Mù Cang Chải thuộc tỉnh Yên Bái hay là Lai Châu, Lào Cai, Sơn La để kết hợp từ thiện, hỗ trợ các nhà trường và học sinh sớm ổn định, bước vào học tập. Thưa quý vị và các bạn, thị trấn Chờ Yên Phong Bắc Ninh, làng Phú Mẫn được xem là cái nôi của nghệ thuật tuồng cổ miền Bắc với truyền thống hát tuồng đã có từ hơn 200 năm nay. Sau một thời gian dài mai một nhưng nhờ sự nhiệt huyết, quyết tâm gìn giữ của nhiều người dân trong thôn, trong đó có ông Nguyễn Đức Tý, tiếng trống tuồng đã một lần nữa vang lên đều đặn tại làng Phú Mẫn. Ngọn lửa Hồng Sơn là vở tuồng cổ của đoàn tuồng Phú Mẫn đạt huy chương vàng trong liên hoan các tác phẩm tuồng của tác giả Tống Phước Thổ năm 2015. Ông Nguyễn Đức Tý, trưởng đoàn tuồng Phú Mẫn đã có đóng góp không nhỏ trong việc dàn dựng lại vở tuồng này theo đúng lối cổ. Chúng tôi giữ lại cái phong cách hát xưa. Hát xưa ở đây là có nghĩa là hát ở giọng tương đối cao, như là hát ở giọng mi. Đấy, giọng mi thì nhưng mà nam và nữ, tức là nhân vật nam, nhân vật nữ hát chung một giọng, chứ không phân làm hai giọng. Đấy, đặc trưng của tuồng Nam nó khác, bởi vì bản thân tôi cũng đã ở trong Nam mười mấy năm tôi biết. Thì cái cách biểu diễn, phong cách diễn của tuồng miền Trung khác với tuồng miền Bắc. Và chúng tôi muốn cố giữ lại những cái nét, cái cách diễn mà cha ông ngày xưa như cụ Kính, cụ Thành, đấy, các cụ như là cụ Thảo, cụ Tăng, cụ Quản Xuyền, thế rồi vân vân. À, các cụ sẽ để lại cho chúng tôi những cái miếng diễn như cách múa như thế nào, cách đá giáp ra làm sao, kể cả từ vuốt râu thì nó tạo nên một cái phong cách, và cách hát cũng vậy, hát là hát trung giọng và hát giọng cao, hát giọng mé.
Thế thì chúng tôi đang cố gắng phục hồi lại những cái đấy. Là thế hệ thứ ba trong gia đình có truyền thống về tuồng, ông Tý đã từng có thời gian là đoàn trưởng đoàn tuồng Quảng Nam, Đà Nẵng và đoàn tuồng Hà Bắc. Trở về quê hương đúng vào thời điểm tuồng Phú Mẫn bị mai một, ông Tý đã dày công sưu tầm, chỉnh lý, biên soạn lại âm nhạc của các vở tuồng cổ và vận động dân làng cùng nhau tập luyện. Đặc tuồng tôi 20 tuổi bé cơ, thế là về được thầy Tý coi là phụ đạo cho, dạy cho cả tuồng Nam, cả tuồng Bắc, nói chung là dạy cho cả anh em, rất nhiều anh em, không phải một mình tôi. Nhưng phải nói là thầy Tý là một người thầy phải nói cũng là tuyệt vời ở chỗ này, dạy cơ bản, dạy sư phạm mà anh em hiểu rất nhanh, làm rất là tốt. Là cái đoàn tuồng có cái khởi sắc vì đã có cái người giữ lửa như ông Tý. Ông là người lăn lộn với phong trào, từ động viên, từ giảng dạy, từ thuyết phục, làm cho các cháu nó đam mê thêm về cái nhạc tuồng và bộ môn nghệ thuật tuồng. Từ vài thành viên ban đầu, đến nay đoàn tuồng Phú Mẫn đã có hơn 30 nghệ sĩ. Và 10 năm nay, âm thanh tiếng trống tuồng lại có cơ hội được vang lên trên mảnh đất đã có truyền thống nghệ thuật hát tuồng hàng trăm năm. Mở đầu chuyên mục điểm báo ngày hôm nay là một bài viết đáng chú ý được đăng tải trên trang 10 báo Nông Thôn ngày nay với nhan đề là hỗ trợ không xuể, nông dân nuôi lợn tiếp tục bỏ chuồng. Trước tình hình giá cả có nhiều biến động, Ban chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ lợn của tỉnh Đồng Nai đã đề nghị các địa phương có tổng đàn lợn tăng tiếp tục làm việc với các trang trại, hộ chăn nuôi về việc không tăng đàn ồ ạt. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai cũng cho biết theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh và các địa phương lân cận. Đến năm 2020, tổng đàn lợn ở Đồng Nai là 2 triệu con. Tuy nhiên thì mới đầu năm 2017, toàn tỉnh đã đạt con số này. Còn theo con số mới nhất của Ban chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ lợn tỉnh Đồng Nai, tổng đàn lợn của toàn tỉnh hiện đạt hơn 1,6 triệu con. Giá lợn hơi tại địa bàn đã hiện đang có dấu hiệu tăng nhẹ so với tuần trước, thế nhưng tình hình tiêu thụ lợn giống và giá bán lợn giống thì vẫn khá ảm đạm. Thực tế cho thấy là người chăn nuôi trên địa bàn vẫn đang tiếp tục giảm đàn do không còn sức để duy trì kéo dài. Tuy nhiên thì việc giảm đàn chủ yếu chỉ diễn ra ở những hộ chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ, còn nhiều trang trại quy mô lớn thì vẫn đang cố gắng để duy trì đàn. Một thông tin đáng chú ý được phản ánh trên trang 10 báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, đó là khi mua thịt heo, thịt gà sống ở các tỉnh để đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh có giá trị từ 200.000 đồng trở lên nên xin hóa đơn để không bị phạt. Và câu hỏi đã được đặt ra ở tờ báo này, đó là chở hơn 1 ký thịt bò ra khỏi tỉnh thì phải có hóa đơn hay không? Từ ngày 15 tháng 9, heo, gà sống hoặc là thịt heo, thịt gà từ các tỉnh đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh có giá trị từ 200.000 đồng trở lên nếu không có nguồn gốc sẽ bị phạt nặng. Ông Khương Trần Phúc Nguyên, trưởng phòng thanh tra chuyên ngành Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết thông tin như vậy. Ông Nguyên cũng cho biết thêm, do mức phạt trước đây không cao nên thực trạng thịt không có nguồn gốc từ các tỉnh tuồn vào Thành phố Hồ Chí Minh khá nhiều. Do chở thịt với số lượng ít không bị phạt nên có người chở heo biến chất từ các tỉnh vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người tiêu dùng. Ở câu hỏi của nhóm phóng viên đặt ra đó là một người nhà ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày giỗ thì người này qua tỉnh Bình Dương mua từ 5 đến 10 cân thịt heo về nhà chế biến thức ăn. Vậy có bị phạt hay không? Ông Nguyên đã giải thích, Nghị định 90 quy định phạt hành vi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Do vậy mà thịt từ tỉnh đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải có giấy tờ và hóa đơn để không bị phạt. Và nếu như có giấy tờ và hóa đơn thì tất cả những số thịt này có thể được lưu hành và sử dụng trong gia đình. Liên quan đến các sai phạm trong các dự án BOT trong thời gian gần đây, trên trang 3 báo Lao động đã đặt ra câu hỏi rằng phải chăng chỉ có Bộ Giao thông Vận tải là phải chịu trách nhiệm? Quá trình để một dự án BOT từ lúc thay nghén ý tưởng tới khi triển khai là một hành trình dài, có khi tới vài năm và phức tạp với hàng trăm chữ ký của các bộ ban ngành liên quan. Và trong đó thì có 3 đơn vị chịu trách nhiệm lớn nhất là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính. Và mới đây, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Đặng Huy Đông đã gây chú ý khi phát biểu việc triển khai các dự án BOT đang không theo quy định nào và BOT là rủi ro tham nhũng lớn nhất. Tuy nhiên, thực tế thì cho thấy quy trình làm các dự án BOT hiện nay không hề đơn giản và Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng chính là đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng cũng như là thực thi các quy định đó. Và theo Thứ trưởng Bộ Thông Vận tải cũng cho rằng là quy trình làm BOT hiện nay không hồng
và không hồng và những bước thủ tục hiện nay thì phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, quy định hiện chưa đủ và đồng bộ bởi vì Nghị định 108 hay là 15 bị chi phối bởi 4-5 luật khác nhau. Thế nên quy định thì nhiều, thế nhưng lại bị vênh nên không thể bao quát xử lý hết được các vấn đề phát sinh. Và do đó thì đại diện của Bộ Giao thông Vận tải cũng khẳng định rất cần phải xây dựng luật BOT và Bộ đã nhiều lần kiến nghị, thế nhưng trách nhiệm chủ trì, tham mưu hay là ban hành luật BOT thì lại thuộc trong tay của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Được thành lập vào cuối tháng 10 năm 2011, chỉ trong một thời gian ngắn, thì công ty cổ phần VN Pharma đã phát triển thần tốc và đấu đâu thắng đó khi mà tham dự thầu cung ứng thuốc cho các bệnh viện. Trên trang 2 báo Tuổi Trẻ có bài viết Vì sao VN Pharma đấu đâu thắng đó. Khi thành lập công ty và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma, ông Nguyễn Minh Hùng mới chỉ 33 tuổi. Là công ty sinh sau đẻ muộn, nhưng nhiều người trong ngành dược, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh rất ngạc nhiên trước tốc độ phát triển chóng mặt và chiếm lĩnh thị trường dược phẩm rất nhanh của VN Pharma. Giữa năm 2014, khi mà kết quả đấu thầu thuốc tập trung do Trung tâm Mua sắm Hàng hóa và Tài sản công được công khai, thì ngay lập tức đã lùm xùm nhiều vấn đề liên quan đến một số thuốc được trúng thầu. Trong đó nổi cộm vấn đề là thuốc H. Capita Caplet 500mg được Cục Quản lý Dược cấp phép cho VN Pharma nhập chuyến, nhưng hồ sơ dữ liệu thông tin của thuốc lại không đúng với thực tế. Khi mà dư luận lùm xùm thì VN Pharma đã được cho trúng thầu cung ứng vào bệnh viện với hơn 470.000 viên H. Capita Caplet với tổng trị giá là hơn 14 tỷ đồng. Câu hỏi được đặt ra là vì sao VN Pharma chiếm lĩnh thị trường được nhanh chóng và cũng được ưu ái trúng thầu số lượng lớn? Vì sao lý lịch thuốc H. Capita Caplet 500mg và 7 mặt hàng dung dịch tiêm truyền có những điểm không rõ ràng, mâu thuẫn nhưng vẫn qua mặt được các chuyên gia thẩm định của Cục Quản lý Dược? Và câu hỏi này thì cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Trên trang 6 của báo Thanh Niên đã có một bài viết phân tích về các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo dễ dàng sinh ra, thế nhưng cũng dễ mất đi và tăng giá hay là giảm giá vô tội vạ. Và đây là miếng đất màu mỡ cho những hoạt động lừa đảo cũng như là rửa tiền. Ngày hôm qua 25 tháng 8, trên thị trường thế giới xuất hiện thêm hai loại coin mới so với ngày trước đó, nâng số lượng tiền ảo lên tới là 857 loại. Đồng thời, giá các loại tiền ảo cũng tiếp tục tăng nhanh, dẫn đến tổng giá trị vốn hóa thị trường tăng thêm 2,8 tỷ đô la Mỹ lên 154,8 tỷ đô la Mỹ. Và trong đó thì Bitcoin có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường khi mà tăng giá 4% trong 24 giờ qua, đạt mức là 4.360 đô la Mỹ trên một coin. Hình thức chơi hụi Big Kingdom cũng trả lãi 30% một tháng và hoạt động trong vòng vài tháng thì sụp cũng đã từng xảy ra trong năm 2016. Và những người tham gia thì không lấy lại được tiền. Bản thân nhiều người thì không biết rằng là tiền kỹ thuật số là gì, thế nhưng cũng đã bỏ tiền mua các gói tham gia tiền ảo. Chẳng hạn như là OnCoin để có thể chờ một ngày nào đó nó được giao dịch công khai, giá sẽ tăng. Thế nhưng nhiều tháng nay thì các nhà đầu tư OnCoin cũng đứng ngồi không yên vì công ty tạm ngưng giao dịch do đang chuẩn bị niêm yết trên sàn. Và đó cũng chỉ là một trong số rất nhiều những ví dụ cho thấy rằng tiền ảo cũng đang khá bấp bênh trên thị trường hiện nay. Ở phần tiếp theo của chương trình cùng đến với câu chuyện buổi sáng, Hà Nội đang thiếu trầm trọng các bãi đỗ xe, trong khi nhiều nơi được quy hoạch làm bãi đỗ xe lại bị đánh cắp để phục vụ cho lợi ích của một nhóm người. Qatar tiết lộ thiết kế sân vận động tuyệt đẹp hình chiếc mũ cho World Cup 2022. Bùng nổ dịch vụ chụp ảnh cưới xa xỉ ở Trung Quốc. Đời sống của chúng ta ngày càng phát triển, khiến cho việc mua một chiếc xe ô tô với người dân ở Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh thì giờ không còn là chuyện quá khó khăn nữa. Tuy nhiên thì thay vì băn khoăn về việc là tiền đâu để mua xe, thì giờ đây người dân ở các đô thị lớn lại lúng túng trước câu hỏi là có xe rồi thì sẽ đỗ ở đâu đây? Vâng, quả thực thì Hà Nội hiện nay đang thiếu trầm trọng chỗ đỗ xe ô tô. Trước khi đi đâu thì cũng phải nghĩ trước trong đầu xem là ở đó có chỗ đỗ xe hay không, hay là tính toán để tìm chỗ đỗ ở đâu cho thuận tiện nhất. Chính vì thiếu các bãi đỗ xe được quy hoạch cấp phép nên người dân đành phải đỗ xe khắp nơi, từ đường to cho tới ngõ nhỏ, từ lòng đường cho tới vỉa hè và từ không phép cho tới có phép. Thực ra thì Hà Nội chỉ thiếu bãi đỗ xe trong thực tế mà thôi, còn trên giấy tờ thì lại không hề thiếu. Vấn đề ở đây là có quá ít dự án xây dựng bãi đỗ xe trên giấy tờ được thực hiện hóa thành những công trình cụ thể. Thậm chí là nhiều nơi được quy hoạch thành bãi đỗ xe đang dần biến mất và nhường chỗ cho những nhà hàng hay là spa làm đẹp và cao ốc. Đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn đề cập ngay sau đây.
gần một tháng nay, hơn 100 hộ dân tại đường Đê La Thành, đoạn từ Hoàng Cầu đến Giảng Võ, Hà Nội, treo băng rôn phản đối việc lấy đất làm bãi đỗ xe. Lại nói là đây là làm bãi đỗ xe. Thế như thì mà trong khi ở đây thì rất nhiều bãi đỗ xe như bà 36 Hoàng Cầu này rồi ở đây rất nhiều thì bãi đỗ xe đó có dùng đâu. Bây giờ lại dùng để cho thuê là bán quán bia này rồi tập thể dục thể thao lung tung các cái thứ gì đấy. Những gì mà bà Hằng nói không phải là không có căn cứ. Thực tế rất nhiều dự án bãi đỗ xe tại Hà Nội đã được hô biến một cách ngoạn mục. Hơn 6.000 m2 đất từ việc cống hóa kênh mương trên đường Phan Kế Bính, quận Ba Đình từng được kỳ vọng sẽ trở thành một bãi đỗ xe quy mô. Sau khi đất được giao cho công ty cổ phần đa quốc gia quản lý vào năm 2008, đến nay sau gần 10 năm, thay vì một bãi đỗ xe là một nhà hàng kiên cố, dịch vụ chăm sóc xe, trụ sở công ty cổ phần đa quốc gia, spa làm đẹp, bia hơi Hải Xồm và một phần rất nhỏ dành cho để xe, mà theo người dân là chủ yếu phục vụ cho quán bia Hải Xồm. Còn khu đất vàng tại Nguyễn Chí Thanh, theo quy hoạch, đáng ra sẽ là nơi xây dựng một bãi đỗ xe 5 tầng. Nhưng nay, nó biến thành chung cư với một tầng hầm để xe duy nhất, chủ yếu phục vụ cho cư dân ở đây. Đưa ra một cái lý do là để mà thiếu bãi đỗ xe. Nhưng mà khi sử dụng bãi đỗ xe hiệu quả kinh tế không cao, thì họ chuyển đổi cái việc đó vào những mục đích mà đem lại lợi ích lớn hơn. Và đây nó có một cái là trong cái chính sách quản lý của ta có những cái gọi là những khoảng trống hay là những cái kỹ thuật ở đó nó chưa đến một cái kiểm soát được nó một cách chặt chẽ. Người ta đã nghe là khi vạch ra thì thực hiện chưa đúng. Nhưng nhiều cái quy hoạch đã đặt ra khi làm nó bị biến tướng đi, mà thấy cái ngắn mà không thấy cái dài, lại đưa ra những cái mục đích khác. Xung quanh tuyến phố Phan Kế Bính, ô tô xe máy đỗ tràn lan trên vỉa hè, lòng đường. Nếu không phải vì dự án bãi đỗ xe chỉ tồn tại trên giấy, thì vỉa hè, lòng đường đã không bị chiếm dụng như thế này. Một chiếc ô tô thì cần diện tích khoảng 15 m2, tuy nhiên ô tô thì khoảng 90% thời gian là đỗ. Chúng ta không phải chỉ cung cấp chỗ đỗ cho nó ở khu văn phòng, mà chúng ta phải bố trí chỗ đỗ ở rất nhiều những nơi khác như khu nhà ở, siêu thị, công sở, các nơi công cộng. Và như vậy, chúng ta đã phải dành rất nhiều không gian công cộng để làm chỗ đỗ cho các phương tiện này. Theo quyết định số 165 của Hà Nội năm 2003 về quy hoạch mạng lưới giao thông tỉnh, 95 dự án bãi đỗ xe lớn đã được đề xuất thực hiện. Nhưng sau 14 năm, mới chỉ có 21 dự án hoàn thành, 15 dự án đang thi công, còn 59 dự án vẫn nằm trên giấy. Hàng loạt dự án đã chuyển đổi công năng, được hô biến ngoạn mục, mà tuyến đường Phan Kế Bính chỉ là một trong số đó. Vi phạm nhìn thấy rõ, nhưng điều lạ là nhiều năm nay không ai bị xử lý. Nếu không minh bạch, người ta có thể hiểu là tức là những cái người có chức quyền ấy, thì cho chính mình thôi để làm những cái đó, hay hoặc cho người nhà, bà con của mình, họ hàng của mình để làm cái việc như vậy. Còn cái việc khó khăn xã hội về chỗ đỗ xe thì lại việc của các vị. Thế thì cái đấy là có cái chuyện lợi ích nhóm. Bây giờ cũng muộn nhưng chưa phải là muộn hết, mà cũng thà muộn còn hơn không bao giờ. Thì phải khẩn trương điều chỉnh lại ngay, khẩn trương phải quyết liệt, khẩn trương phải có những chế tài để bắt buộc các nơi phải làm đảm bảo cái đó, và trách nhiệm phải quy cho những một số đầu mối nhất định để sau này còn có thể truy xét trách nhiệm. Cũng theo các chuyên gia, sở dĩ xảy ra tình trạng bãi đỗ xe biến tướng là do quy hoạch 165 mới chỉ mang tính định hướng và chưa có quy hoạch chi tiết, còn chính quyền địa phương thì lơ là trong việc quản lý và kiểm tra. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa tiếp tục trình quy hoạch bãi đỗ xe đến năm 2030, tầm nhìn 2050, vì cho rằng quy hoạch từ năm 2003 đến nay đã không còn phù hợp. Tuy nhiên, với cách quản lý và vận hành như hiện nay, thì quy hoạch mới liệu có tiếp tục đi vào vết xe cũ? Bãi đỗ xe liệu có tiếp tục trở thành một miếng mồi ngon cho những nhóm lợi ích?
Ngay sau đây, xin kính mời quý vị sẽ cùng điểm qua một số thông tin sự kiện đáng chú ý, dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, 26 tháng 8 năm 2017. Ngày hôm nay, chương trình nghệ thuật Những Trái Tim Đồng Cảm lần thứ 9 diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội nhằm chia sẻ với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thông qua chương trình, ban tổ chức và các nhà tài trợ sẽ tặng 100 sổ tiết kiệm cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi và nạn nhân chất độc da cam, tặng 500 suất quà cho trẻ em mồ côi Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cao Bằng, trẻ em nạn nhân chất độc da cam làng Hữu Nghị Việt Nam với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Ngày hôm nay, giải Gôn gây quỹ học bổng tiếp sức đến trường lần 9 năm 2017 sẽ diễn ra tại sân gôn Long Thành, Đồng Nai với sự tham dự của 132 tay gôn là các nhà hảo tâm, nhà tài trợ, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Giải nhằm huy động nguồn kinh phí để hỗ trợ các tân sinh viên nghèo vừa trúng tuyển đại học cao đẳng nhưng có hoàn cảnh khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức giải đã nhận được 9,5 tỷ đồng tài trợ cho học bổng. Ngày hôm nay, hàng loạt tên tuổi nổi tiếng như Thanh Lam, Tùng Dương, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tấn Minh sẽ xuất hiện trong đêm nhạc Tình Yêu Hà Nội Phố, lắng sâu những cảm xúc diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô Hà Nội. Đêm nhạc sẽ trở nên độc đáo khi lần đầu tiên có sự kết hợp giữa âm nhạc và hội họa, hứa hẹn sẽ mang đến cảm xúc cho khán giả thủ đô. Ngày hôm nay, buổi live show YouTube FanFest Việt Nam 2017 sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và được trực tuyến trên trang YouTube FanFest Việt Nam. Các ngôi sao YouTube nổi tiếng trên thế giới như Madeline Bailey, Kurt Hugo Snyder, Sam Chui, Johnny Weigel sẽ kết hợp cùng các ngôi sao trong nước biểu diễn trực tiếp trước hàng ngàn khán giả, hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ Việt Nam một đêm bùng nổ cảm xúc. Chương trình được tổ chức nhằm tạo cơ hội để người hâm mộ Việt Nam được gặp gỡ thần tượng của mình từ màn hình nhỏ đến ngoài đời thực. Bất chấp những lùm xùm quanh việc bỏ tiền mua quyền đăng cai, Qatar đang liên tục tung ra bản mẫu thiết kế sân vận động World Cup hoành tráng và hiện đại hàng đầu trên thế giới. Và ngày hôm qua, thì Qatar đã tung ra hình ảnh về sân vận động Doha Post trong tương lai. Và với tiềm lực tài chính hùng hậu từ dầu mỏ, thì Qatar không ngần ngại chi cả núi tiền để đầu tư xây dựng một hệ thống các sân vận động hoàn toàn mới phục vụ World Cup 2022. Số tiền quốc gia Trung Đông này dự kiến chi ra lên tới 200 tỷ đô la Mỹ, gấp gần 20 lần so với khoản tiền mà Brazil bỏ ra. Và đưa giải đấu về với Trung Đông sẽ là một cú hích có ý nghĩa rất lớn cho bóng đá Qatar. Với sức chứa lên đến 45.000 chỗ ngồi, sân vận động Doha Port nằm ở ngoài khơi bờ biển của thủ đô Qatar. Xung quanh sân vận động, ban dự án sẽ xây dựng một loạt các bến cảng và các khu vực vui chơi giải trí phục vụ người dân trên toàn thế giới ở World Cup 2020. Có thiết kế mở và thoáng, sân vận động Doha Port hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn. Sân vận động này khá giống một chiếc mũ. Chúng tôi quyết định sử dụng hình ảnh chiếc mũ bởi chiếc mũ làm nhiệm vụ bảo vệ đầu chúng ta. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về việc lưu thông không khí cho rất đông người có mặt tại sân cùng các thiết bị an ninh. Hiện tại, Qatar đang tiến hành xây dựng hàng loạt các sân vận động khác như sân vận động Al Bay, sân vận động Al Saman, sân vận động Al Raisan, sân vận động Al Garafa. Trong quá trình được đăng cai, Qatar đã xây dựng một sân vận động nguyên mẫu năng lượng mặt trời nhỏ có sức chứa 500 chỗ ngồi. Nhìn chung, dự toán tình trạng ngân sách chi khoảng 140 tỷ đô la Mỹ vào hệ thống đường ray, sân bay mới, cảng biển và hàng trăm cây số đường mới cho giải đấu, bên cạnh các sân vận động sẽ tổ chức các trận đấu. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng các trường học ngày nay thì đang được xây dựng theo xu hướng là càng cao to, càng khang trang, càng hiện đại thì càng tốt. Thế nhưng có những ngôi trường lại đang đi ngược lại với cái trào lưu này. Vâng, và thay vì là những tòa nhà bằng bê tông hay cốt thép, thì một ngôi trường tiểu học ở Thái Lan lại đưa học sinh trở về một nơi thật bình dị với tre và đất. Và hãy cùng với chúng tôi tới Thái Lan để ghé thăm ngôi trường vô cùng thân thiện với môi trường này. Thoạt nhìn, nhiều người nghĩ có lẽ đây sẽ là một khu nghỉ dưỡng, nhưng thực tế, khung cảnh này lại thuộc về trường tiểu học quốc tế Panyanden ở Chiang Mai, Thái Lan. Ngôi trường này được biết tới là một công trình không phát thải khí CO2 gây hại cho môi trường bởi đây là một trường học được làm hoàn toàn bằng tre và đất. Ngôi trường Panyanden có diện tích lên tới 2.500m2. Các công trình trong khuôn viên trường đều được thiết kế với không gian mở để thông gió và cho phép ánh nắng tự nhiên chiếu vào. Khuôn viên của trường Panyanden có rất nhiều công trình được làm bằng tre như phòng tập thể thao đa năng rộng lớn, các phòng học.
ngôi trường này luôn áp dụng những giá trị Phật giáo vào những chương trình giảng dạy và đề cao tình yêu với thiên nhiên. Tuy không còn mới mẻ nhưng có thể thấy rằng sáng kiến đổi rác lấy tiền từ khi xuất hiện cho tới giờ vẫn luôn là một giải pháp khá hiệu quả. Được áp dụng tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, giải pháp đổi rác lấy tiền ngày càng góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ môi trường. Và Colombia là một trong những nước mới nhất áp dụng sáng kiến độc đáo này. Bắt đầu từ năm ngoái, cứ cách một thời gian, Lucia Fernanda Maya sống tại thành phố Cali, tây nam Colombia, lại mang những chai lọ cũ của mình đến một chiếc máy gọi là EcoBot. Chiếc máy này sẽ giúp cô đổi chai cũ để lấy các tấm phiếu giảm giá tại các cửa hàng quần áo, nhà hàng và dịch vụ taxi. Cứ mỗi một lần đổi một chai, tôi sẽ nhận được một phiếu giảm giá. Ví dụ khi tôi đi ăn ở nhà hàng, phiếu này sẽ giúp tôi giảm được 10.000 peso, hoặc nếu tôi đi taxi Uber thì sẽ giảm 5.000 peso. Chiếc máy đổi rác EcoBot là sản phẩm do nhà nghiên cứu người Colombia Santiago Aramburu tạo nên vào năm 2015 khi anh đang học tập ở Đức. Ở Đức, người ta đổi rác lấy tiền, nhưng tôi thấy nếu làm theo cách này tại Colombia thì không khả thi. Theo đó, tôi đã hợp tác với các doanh nghiệp đưa ra hình thức phiếu giảm giá, vừa giúp được doanh nghiệp, vừa khuyến khích được người dân. Sáng kiến của Aramburu đã thuyết phục được các doanh nghiệp, nhà hàng ở Cali khi họ có thể giới thiệu các dịch vụ, sản phẩm và thu hút khách hàng thông qua giải pháp này. Kể từ khi ra mắt vào tháng 4 năm 2016, 7 chiếc máy EcoBot đã được lắp đặt trên khắp Cali và thu nhận 147.000 chai nhựa cho các nhà máy tái chế. Aramburu hy vọng hệ thống này sẽ được nhân rộng ra khắp Colombia. Bước vào sau song sắt nhà tù thì cũng đồng nghĩa với việc là các tù nhân sẽ bắt đầu một khoảng thời gian để phục hồi nhân phẩm sau khi phạm tội. Và mỗi nhà tù trên thế giới thì sẽ luôn có những cách riêng để quản giáo những tù nhân của mình. Thay vì các hình thức lao động khổ sai, thì một nhà tù ở Australia đã tìm thấy một cách giáo dục tù nhân khá độc đáo và nhân văn. Tại trung tâm chăm sóc động vật hoang dã thuộc nhà tù John Moroni ở thành phố Sydney, Australia, các tù nhân ngày ngày phải chăm sóc các động vật bị bỏ rơi, bị thương bởi những kẻ săn mồi như một phần của chương trình phục hồi chức năng. Quản lý nhà tù cho biết, không chỉ giúp phát triển kỹ năng sống cho tội phạm sau khi ra tù, mà còn giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm với việc bảo vệ thiên nhiên. Chúng tôi tin rằng, thông qua việc tự tay chăm sóc những động vật bị bỏ rơi hay bị thương, các tù nhân sẽ phần nào học được cách chăm sóc, yêu thương mọi thứ xung quanh, cũng như hiểu hơn giá trị của cuộc sống. Thông thường, mỗi tù nhân sẽ được giao chịu trách nhiệm chăm sóc một loài động vật nào đó, ví dụ như kangaroo, vẹt, đà điểu, hổ và thậm chí là cả chăn hoặc rắn. Được biết, sau một khoảng thời gian chăm sóc, cho tới khi sức khỏe của chúng ổn định, những loài vật này sẽ được thả về tự nhiên hoặc gửi tới trung tâm bảo vệ động vật hoang dã. Xu hướng chụp ảnh cưới xa hoa để thể hiện sự giàu có và cá tính của tầng lớp trung lưu Trung Quốc nổi lên ở nước này đang giúp cho công ty dịch vụ làm ăn phát đạt. Các cặp đôi siêu giàu Trung Quốc sẵn sàng chụp ảnh cưới trên lưng ngựa ở bãi biển hoặc là thậm chí tại châu Nam Cực với giá khoảng là 100.000 đô la Mỹ. Trào lưu này đang góp phần tạo lợi nhuận tỷ đô cho ngành dịch vụ cưới hỏi tại Trung Quốc. Trong một bể bơi trong nhà, cặp đôi này đang lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cho bộ ảnh cưới. Mặc dù chi phí chụp ảnh dưới nước khá cao, nhưng cặp đôi Chen Xueling và Wang Xinfan không ngần ngại chi ra một số tiền lớn cho việc chụp ảnh. Là một người phụ nữ chuẩn bị cưới, tôi ước mong có những điều tuyệt vời nhất và chúng tôi muốn ghi lại tất cả những thứ này. Nhiều cặp đôi không tiết tiền đến tận nước Anh để chụp ảnh cưới với bối cảnh đồng cỏ và lâu đài như trong các bộ phim truyền hình. Các công ty du lịch Trung Quốc đã bắt kịp nhu cầu này để cung cấp gói chụp ảnh cho các cặp vợ chồng tham gia. Dọc cầu Westminster hay trước tháp đồng hồ Big Ben, vào bất kỳ ngày nào trong tuần, người dân Anh cũng bắt gặp hình ảnh các cặp đôi Trung Quốc đến đây chụp ảnh. Nhiều người muốn chụp ảnh cưới tại các địa điểm nổi tiếng tại Anh, chúng tôi cung cấp dịch vụ này và kết hợp với các kỳ nghỉ trang mật. Xu hướng hồi tưởng quá khứ cũng đang nổi lên trong thời gian gần đây. Nhiều công ty ở Trung Quốc đã bắt đầu cung cấp các gói dịch vụ đám cưới truyền thống với trang phục thời xưa cho cô dâu và chú rể.
Nhắc tới môn thể thao đua xe công thức 1 thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới huyền thoại với 7 lần giành chức vô địch thế giới Michael Schumacher. Và những người hâm mộ tay đua người Đức này sẽ sớm được thỏa lòng khi mà họ sắp có cơ hội được chiêm ngưỡng một lần nữa một bảo tàng dành riêng cho tay đua lừng danh thế giới này. Tới bảo tàng Michael Schumacher, người hâm mộ sẽ được tận mắt chứng kiến những chiếc xe gắn với cuộc đời tay đua, từ chiếc xe đua thời niên thiếu cho đến chiếc Mercedes F1 cuối cùng mà tay đua sở hữu trước khi giải nghệ. Bảo tàng sẽ là một bộ sưu tập cá nhân lớn, là nơi để người hâm mộ và những người quan tâm tới tham quan. Mọi người sẽ hiểu rằng sự nghiệp của Michael Schumacher chính là một phần lịch sử của ngành ô tô cũng như môn thể thao đua xe. Tất cả kỷ vật liên quan tới cuộc đời và sự nghiệp của tay đua huyền thoại sẽ được trưng bày tại bảo tàng. Bảo tàng dự kiến mở cửa vào tháng 4 năm 2018. Bảo tàng được tổ chức và vận hành bởi một quỹ phi lợi nhuận do chính gia đình của tay đua gây dựng. Năm 2006, Schumacher thông báo giã từ đường đua. Năm 2013, anh gặp một chấn thương đầu nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng trong khi trượt tuyết ở Pháp. Sau tai nạn, anh được bảo vệ nghiêm ngặt và tình hình sức khỏe của anh không được tiết lộ với truyền thông. Chúng ta đã quen với việc robot ngày càng giống con người. Nhưng tại Nhật Bản, thì một nghệ sĩ đã tìm ra cách thể hiện ý tưởng đầy khác biệt, biến con người thành robot. Điều lạ là người Nhật có vẻ rất thích thú với ý tưởng này khi mà người robot rất có nhiều và fan hâm mộ cho tới thời điểm này. Lulu Hashimoto, búp bê sống đầu tiên trên thế giới, đi bộ giữa đường phố đông đúc của thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Búp bê sống Lulu Hashimoto thu hút mọi ánh nhìn. Trông cô ấy như robot, thế nhưng khi đứng cạnh cô ấy để chụp ảnh, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô ấy. Hóa ra là người, tôi rất ngạc nhiên. Lulu là sản phẩm của nghệ sĩ Komaki, được thiết kế theo phong cách Kigurumi, có nghĩa là ăn mặc như một linh vật. Thế nhưng nghệ sĩ này đã đẩy phong cách Kigurumi lên một tầm cao mới, tạo ra một bộ trang phục hình người và biến người mặc trở thành một con búp bê có thể di chuyển. Nhờ công nghệ, người ta đã tạo ra đủ loại robot búp bê có hình người, nên tôi nghĩ tại sao lại không tạo ra một người giống như robot. Danh tính của những vũ công và người mẫu bên trong bộ trang phục này luôn được giấu kín. Thế nhưng Lulu hiện đang có hàng chục nghìn fan hâm mộ trên mạng xã hội, những người luôn chờ đợi được gặp và chụp ảnh với cô một cách bất ngờ trên đường phố. Cái chết là điều mà bất kỳ ai cũng đều phải trải qua trong đời. Tuy nhiên, ở mỗi quốc gia, mỗi vùng miền thì sẽ có những quan niệm về hình thức tổ chức tang lễ khác nhau. Tại Nhật Bản, việc thay trang phục cho người chết được xem là cách để gột rửa linh hồn họ trước khi họ bước sang một thế giới khác. Vâng, đây là một việc làm rất quan trọng ở đất nước mặt trời mọc. Thậm chí mới đây Nhật Bản còn tổ chức hẳn một cuộc thi dành cho những người làm dịch vụ này. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ triển lãm công nghiệp tang lễ lớn nhất Nhật Bản, được tổ chức tại thành phố Tokyo. Cuộc thi năm nay có sự góp mặt của 4 nhân viên phục vụ tang lễ. Họ sẽ thể hiện kỹ năng chuyên nghiệp trong việc thay trang phục cho người đã khuất. Ban giám khảo sẽ đánh giá dựa trên các tiêu chí như cách họ thực hiện các động tác, mức độ xê dịch hay mức độ hở của thi thể. Và quán quân của cuộc thi năm nay thuộc về cô gái trẻ 23 tuổi, Rino Terai. Trước khi bước vào cuộc thi này, tôi đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập. Tôi đã quay lại mỗi lần luyện tập để tự tìm và khắc phục những thao tác chưa tốt của bản thân. Và ngày hôm nay tôi rất hạnh phúc vì cố gắng của mình đã được đền đáp. Hiện tại ở Nhật Bản có tổng cộng khoảng 2.000 nhân viên tang lễ. Ban tổ chức cuộc thi sẽ giúp các nhân viên này có thêm động lực, cải thiện kỹ năng của bản thân. Ngành công nghiệp tang lễ hiện được xem là một ngành có tiềm năng phát triển lớn khi Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số như hiện nay. Nhiều người thường cho rằng lĩnh vực pha chế đồ uống tại các quán bar hay nhà hàng hầu hết đều dành cho nam giới. Tuy nhiên thì một nhà pha chế người Canada đã cho thấy là không có một lĩnh vực nào mà phụ nữ không thể trở thành những người giỏi nhất. Giống như tại cuộc thi tìm ra người pha chế giỏi nhất thế giới vừa được tổ chức ở Mexico mới đây. Đánh bại hơn 10.000 đối thủ tham dự cuộc thi pha chế giỏi nhất thế giới, Kathleen Stewart đến từ Canada đã xuất sắc trở thành nhà vô địch. Sau khi trải qua nhiều vòng loại trực tiếp, vòng chung kết cuộc thi năm nay có sự góp mặt của 50 đối thủ nặng ký, tới từ 50 quốc gia trên thế giới. Với kỹ năng điêu luyện, trình diễn đẹp mắt và sản phẩm đạt chất lượng tuyệt hảo, món đồ uống của Stewart đã vượt mặt tất cả các đối thủ của cuộc thi. Được biết đây là năm thứ hai liên tiếp, một nữ pha chế giành chiến thắng ở cuộc thi thế giới này.
Tôi tin rằng chiến thắng này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác trong ngày này. Họ sẽ cảm thấy tự tin hơn khi đứng trước những người pha chế là nam giới. Bản thân chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi tìm thấy những nữ pha chế tài giỏi. Cuộc thi tìm ra người pha chế giỏi nhất thế giới được tổ chức ở Mexico lần đầu tiên là cách đây 9 năm trước. Được biết trong 7 năm đầu, tất cả những người vô địch đều là nam giới. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.